Xin chào anh em, quý hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình có một em Suzuki đến từ Nhật Bản, một em gái Nhật được sơn màu bạc, phiên bản thùng kính khá là bắt mắt. Em này khai sinh năm 2015, niên hạn sử dụng đến 2040. Một chiếc xe thùng kính, thùng ngắn 2m60, chiều ngang là 1m590, chiều cao là 1m50. Thì phiên bản thùng kính này cũng rất là xịn sò và rất là đẹp. Thùng kính inox rất là bắt mắt. Tải trọng nó là 605 kg. Khối lượng toàn bộ của nó là 1,9 tấn. Khối lượng bánh thăng là 1,2 tấn. Thùng rất là đẹp. Xe cũng còn rất là đẹp anh em à. Xe chạy im ru như chiếc xe du lịch luôn anh em. Một chiếc xe tải mà chạy rất là im ái và rất là tuyệt vời như xe du lịch. Xe đời rất là cao, xe còn rất là đẹp. Nói chung mọi thứ đều rất là mượt mà và rất là chắc và rất là đẹp với cái em xe Suzuki này. Với đường kính mâm là 14 inch, vỏ cũng rất là lớn, tăng khả năng cắm trại cũng khá là tuyệt vời. Và đây là thùng kính một lớp thôi, lớp trong không có và khung xương thì nó bằng sắt, sàn thì bằng sắt thôi nhưng mà rất là dày. Nếu anh em mua về có thể chơi thêm một lớp phía trong nữa cho nó xịn sò hơn và nó chắc chắn hơn, tùy theo mục đích nhu cầu chở hàng hóa và tùy theo mặt hàng anh em chở. Nhưng mà riêng cái dòng này thì bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em chỉ 195 triệu, có thương lượng cho anh em ở đây có hiện chiếc xem xe và trải nghiệm dòng xe bên mình. Một em Subaru hàng nhập nguyên chiếc từ Indonesia nha anh em. Dòng xe này hiện tại không còn sản xuất nữa, chỉ còn những cái em xe tải cũ như thế này thôi. Thì với cái em xe cũ như thế này thì nó rất là đẹp anh em à, nhìn rất là đẹp và rất là chắc chắn luôn. Suzuki mà rất là xịn sò luôn. Đó, nước sơn màu bạc khá là bắt mắt, nội thất rất là đẹp luôn. Hai chỗ ngồi ghế ốp da rất là sang trọng. Xe chạy dụng máy xăng nha, chạy bằng xăng nha anh em, xăng 95 á. Đấy, nước tải nhiệt cũng rất là rộng nè, tăng khả năng làm mát động cơ cũng rất là nhanh, cụm đèn pha halogen cũng rất là sáng. Dòng Suzuki Pro rất là chất lượng như thế này. Nếu anh em quan tâm với dòng này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, kính quay tay thôi, hay số điện thoại 0937965342 để đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Xe máy lạnh mát rưỡi luôn anh em. Đấy. Nói chung là máy lạnh cực mát luôn. Xe đi được khoảng 8,000 km. Nói chung là 6 năm đi như vậy thì cũng tương đối anh em. Đó, xe cũng rất ít, đi như vậy cũng còn rất ít. Đó, xe rất là đẹp luôn anh em. Chỉ khoảng 8,000 km. Nói chung là xe rất là chất lượng, nước sơn màu bạc khá là bắt mắt và rất là đẹp luôn. Nếu anh em thích những cái mẫu xe tải cũ Suzuki nhập khẩu nguyên chiếc mà Pro nhỏ gọn xinh xắn và đẹp như thế này, cứ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0937965342 để đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Một em Suzuki khá là xịn sò, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nha, hộp số 5 số tiếng 1 số lùi, máy xăng im ru luôn em. Với dung tích xi lanh của cái máy là 1,5 lít, công suất đạt 68 kW tại vòng tua 5.700, máy cực kỳ mạnh luôn anh em. Máy xăng rất là mạnh mẽ luôn. Đấy, máy rất là êm ái luôn. Nghe tiếng động cơ thấy rất là hấp dẫn luôn anh em. Đấy, nếu anh em thích cái mẫu này thì đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nói chung là xe cực kỳ đã luôn anh em. Mọi thứ đều còn rất là ổn và rất là ok. Với em Suzuki 605 kg như thế này, Pro nước sơn màu bạc khá là bắt mắt. Thùng dài 2m2. Đấy, nói chung là xe còn rất là ok. 2015 nha anh em, với mức giá 195, có thương lượng cho anh em có địa chỉ này xem xe và trải nghiệm dòng xe của mình. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về cái mẫu xe cũ của bên mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng trong những cái video tiếp theo giới thiệu về cái mẫu xe cũ cũng như là báo giá cập nhật liên tục tình hình giá cả xe cũ cho anh em quý hàng cùng các bạn được biết thêm. Xin chào, hẹn gặp lại.